Vừa được yêu cầu làm bánh khúc khay bằng bột nếp lại còn vừa phải kể chuyện ma ú là trời. Bánh khúc khay làm bằng bột nếp thành công rồi nha, bên ngoài giòn bên trong dai dai, ăn giống như là bánh mì mochi của Hàn Quốc vậy đó. Bây giờ thì cùng ăn và nghe chuyện tâm linh khách sạn. Cảm ơn bạn Quỳnh Anh đã gửi câu chuyện này đến bếp nhà Quỳnh. Bởi vậy ông bà ngày xưa nói không sai, khi mà mình đi du lịch vào khách sạn mình nên gõ cửa 3 lần rồi mình hãy vào. Điều đó ngụ ý rằng mình xin phép họ để mình ở vài ngày. Nhưng mà nếu mình quên thì sao, gặp mình lại là người yếu vía nữa thì chắc chắn thế nào cũng có chuyện thôi. Cuối tháng trước thì Quỳnh Anh và gia đình cùng đi du lịch. Quỳnh Anh và em họ ở chung phòng với nhau. Trong cái phòng khách sạn có cái tủ quần áo rất là lớn và nằm khuất với cái nhà tắm, tức là từ phòng tắm bước ra sẽ không thấy cái tủ quần áo. Sau khi Quỳnh Anh tắm xong thì đến lượt em họ của Quỳnh Anh đi tắm. Quỳnh Anh đã chui vào cái tủ quần áo để trốn em họ, để khi nào mà em họ ra thì sẽ hù cho em họ sợ hết hồn. Sau khi em họ của Quỳnh Anh tắm xong thì mới gọi chị ơi lấy giùm em cái khăn. Không thấy Quỳnh Anh trả lời cho nên em họ tiếp tục gọi chị ơi lấy giùm em cái khăn với. Lúc đó Quỳnh Anh cũng đã định bước ra khỏi tủ để lấy khăn cho em, nhưng mà sau đó lại nghe tiếng em họ nói chị ơi sao chị cứ chạy qua chạy lại hoài vậy, lấy giùm em cái khăn đi. Quá bực mình, cô em họ bước ra khỏi nhà tắm tới cái tủ và sau đó Quỳnh Anh mở tủ ra và hù em ấy. Em ấy mới nói nãy giờ em thấy chị ở ngoài ban công mà chị cứ đi qua đi lại. Quỳnh Anh mới nói nãy giờ chị trốn ở trong tủ để hù em nè, chứ đâu có ra ban công đâu. Nhưng mà rõ ràng ở bên ngoài ban công hồi nãy có cái bóng đen lướt qua lướt lại mà. Hai chị em nhìn nhau toát cả mồ hôi hột, vậy thì cái bóng đen đó là gì? Sau đó cả hai chị em sợ quá không dám ở trong phòng nữa nên đã chạy sang phòng của hai người chị khác và xin ngủ luôn.